có máu trôn trong người. Nói chẳng hạn như mà mấy ông nhìn coi kẻ thuê mà biết tướng kìa. Thằng thì rồng, thằng này thằng thi thì rai đi rừng, thằng này đánh rồng đi mít, cày cái mợ gì vô là thấy tỷ lệ thua nó cao rồi, thấy không? Mấy ông thấy tỷ lệ thua cao, tôi thì lên xin đi top, thi thì rai đi rừng, mấy ông thấy thắng hay là thua? Tôi thấy thua rồi đó. Minions have spawned. Waste not a minute. Yep, thấy thua rồi đó. Chị Mai nha. Thấy là thấy thua rồi đó. Ồ, có vậy cháu. Chết bây giờ không? À, thấy ra red. Red là blue trước nha. Ok. Ôi má nó tôn. Vãi rồi. Nữa hả? Tôn nữa hả? Ừ. Tăng độ nghiêm túc đây đi anh em ơi. Tôn kìa. Đó, thấy không? Mấy ông thấy thằng rừng mà executed chưa? Support. Tự nhiên mới vô hang nguyên bài đẹp nó mà lên đánh chi. Nó đang có ba đắc kia nữa. Thấy chị nói cái gì ở đâu? Bây giờ nói cái gì? Rồi, ra vét nó ra rồi. Nát, chạy trước. Một cái rồi đó. Rồi. Ê con chim nè. Đây. Trời ơi, chạy chạy bắn sống bắn chết. Chúng nó vừa hôn nghiêm túc xong thì nó executed. Thua mày thì ạ. Nghe con châu vừa nói nghiêm túc xong executed. Đó nó chưa mất lát, tao mất lát rồi. Ủa, tao e nó chói cái này. Tao e nó chói cái mình hay đá, tao chói hay dây vậy. Ê, đừng có nó đẩy, đợi nó tao e lên. Tao lát hit mà. Tao e lên rồi nó chết chắc hả? Ra. Không tê le luôn à. Đây 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 đây. Đây. Vô. Bảo xanh không cho ngang bài viết này luôn. Đi được nhanh lì lắm.
Chạy không? Giá lên, cho ăn mày biết này luôn. Nó tôn mà không kéo gì nó không? Thử giúp mày. Thử nó hay lên. Mày chó này, để mày chó này, mày chó tao đứng tao xuống cái quy rồi là chết cũng à. Đó nè, đó nè. Hả? Rồi thì em mặc xít hiện thi nó ăn ít tiền hơn, 75 đồng. Nó cũng vậy à. 75 đồng chứ nhiêu. Ở là một mặc xít nó nhiều hơn. Đi xuống đi Nhật ơi. Đi đi Nhật. Ngu nó nhiều quá. Ừ, anh ra đi lần anh đè ghê không? Xó rồi nó lên. Bắn mất gì chưa? Ủa sao nó tắt rồi? Mất cái gì chưa? Giết. Ủa nó cướp rồi lũi. Các ông nó sợ quá. Bắn rồi. Cướp rồi lũi luôn kìa mấy đứa. Cướp gì vậy? Cướp thì không biết bật cướp lại. Cướp đánh không nè. Mày nó thích nhoi ghê ta. Mình đâu rồi? Để lên kìa em ơi. Thôi thôi mất. Kiểu mà nào quá. Rồi luôn. Xác cơ mà nó định. Xác định. Đứng núp gì à? À, cái xe mai mà đâu có đây thế thôi. Ý thằng kia gần chết rồi kìa. Để có xe mai. Thằng kia gần chết kìa. Thằng con ra này em đúng bây giờ anh đâu. Nhìn nào luôn đi. Hồi đá rồi. Tại gì? Hỏi tại gì à? Tôi chơi. Đánh nè. Em nó kinh vào rồi đó. Nè, tôi tên đường đá này, tôi đừng lên. Lên được rồi. Lên lên. Nó thế. Tao chưa cũng thấy nè. Tao bụng xong nó grip. Cái grip này nó lầy tao quá châu ơi. Đẩy luôn đi, nó mất cái la rồi. Nó đang red nha. Ừ, ăn đi. Tao có ạ. Thì tao có đủ mana, tao farm rừng nè, tao nói thiệt. Gì vậy? Lát lên mấy ghê. Bút mình đi. Ê, mạng tôi là SQ tiệp nha. Ê, tại cái con nó dễ ganh với lại con Lee Sin nó như S thì cũng thiệt lại. Tao lại quá. S thì cũng thiệt lại châu mà. Ngày châu mà còn S thì kêu thiệt thì nói gì tôi. Nó tham con red quá. Thôi từ từ. Xuống tạm thư. Đang tham lần chú rồi. Em xuống không hết. Mất trứng rồi. Anh xuống nè. Xuống, dạ, lên, đánh nó. Mà mày chết cậu mày đi. Dậy đi nha. Sao rồi? Ủa? Tao sao tao 2 giây nó bỏ chạy. Bố thằng cậu cùng. Nó cũng chết à. Nó hả mạch nè, thấy không? Thì chứ người ta tính rồi. Cậu thể rồi, không chết đâu. Tự nhiên hết máu bùng bùng lên gì vậy? Giết không? Hết trứng rồi. Sao rồi? Hết trứng thì giết. Ôi, chói cái.
Tao lo. Giết nó luôn. Ba má á. Không ai vô được à, thằng dây hết đây nè. Thiệt chứ, đấy. Nó tưởng mà mày vô trong đây đánh cùng tao. Có 2 giây lại qua quăng dính cái siêu mà nó không chết. Đây thật. Đốt cái blue luôn. À, thằng dây này nó giết tao, nó reset tiền rồi Châu ơi. Có cầm cái blue rồi Châu ơi. Gì ngon. Quỷ nó cầm cái blue rồi Châu. Đậu xanh anh lên lấy lại cái blue nè. Cái blue. Nó dám cướp blue của chị ba. Gan động trời ha. Gan quá gan. Đập cái red để thế lính đi cho nó lên cao. Ui đừng, cái thế lính. Thế lính sao lên cao được. Không mất đá cái cụ nó lên cao. Thôi lấy cái blue lại cái. Bọc sau lưng luôn. Đi đường đó đi mà. Đi đường đó là tao bọc sau lưng. Một tay rào vô luôn nè 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 nè. Dạ. Đánh chết đại đang trong trụ mà cho chứ không cho. Đó, tao băng mày chứ mày có băng. Đó, ăn chung cái trụ đầu tiên nè. Kia mất tím à? Dạ. Tí là ngọt. Ê ê ê ê ê ê ê. Để mày đi. Tao chó nó lại đâu làm được cái gì. Ý. Thiệt chứ nhiều khi combo nhanh quá vậy phèo. Lên. Ra qua đây rồi, qua đây rồi. Ê, cháu thắng rồi cháu ơi. Không qua rồi. Đâu, nó ulti bay qua rồi. Bay qua đầu tao. Find your center. Bay bị vướng lại cây ghê. Ê, blue nữa kìa. Thôi mày về đi. Về gì tao xì mang con blue, cái là tao có mà nè. Thắng từ từ đi, anh cứu mọi người. Đó, xe máy. Cứ đặt. Đúng rồi, đúng rồi. Giết. Con cây bên này. Đây. Bỏ nha, nó chịu bỏ nha. Ủa cái đặt. Giọt. Hai thằng. Ê, chạy đâu đây? Ê, đợi một chủ rồi, bắn chết đâu, chủ bắn chết đâu. Còn chạy nó ăn đi chứ sao. Hết quật rồi hả? Hết quật rồi, tao còn quật thì tao chạy, tao quật thì cắm. Một chủ bắn anh ta đá cho con bầy chim tao chạy. Quật rồi. Quật đô ra lắm. Còn chạy nó ăn thì cũng được, sao đâu, được cho chim ăn được rồi. Chạy yếu xìu, phế. Đây nó phế mà. Con này đi rình tống mana kinh khủng luôn á. Giờ đứng trước hai cái chậu giờ chạy đâu. Phân vân quá, tôi bối rối, tôi không biết làm gì hơn. Ngoài việc chết thôi. Bối rối và là hỏi quá, cầm ra đi đừng miếng, đéo có blue luôn. Thì mày lo mày ăn con rồng đi kìa, vô ăn con rồng đi, bắt đầu thoải mái mana rồi. Con rồng mà thoải mái mana luôn. Giết.
Mà anh rồng nước đây, anh rồng nước đi, Trần Thi nó khóc mana quá. Master yourself, master the enemy. Cái đấy nó kìa. Đứng nó cạnh anh. Nó không chưa có anh Tây đâu. An ally has been slain. Này làm gì vậy? Này làm gì vậy? Đậu nó vô chết tụ mà. Kinh nhờ. Dạ mấy đứa ơi. Dễ farm không? E hai cái, quay một cái là hết rip. Sứ giả đi rồi. Một cái đạch đá sứ giả mà đã hụt luôn kìa. Tin được không? Đếp tin được. Chuối quá trời phát như chuyện chỉ thập nó bỏ ấy. Nên đồ chí vậy. Tại nó chưa đó là khốn nạn gì chứ. Killing spree. Lát lên mình nói chạy lại KS được. Cái gì? Nói gì cả? Tao nói mày là xúc sinh. Sao? Một cái nó ok. Cái này là không rõ. Một cái bôi rối. Cái đạn mù không thấy gì luôn. Ta còn chủ hang ngoài nữa. Chưa đợi quá nào. Anh chói còn chói 2 giây không à. Đi
Ê, đây nè, nhất. Ôi, sao xạo quá. Giờ cái Nhật đó mày. Ôi, Nhật ơi, Nhật ơi, Nhật ơi, Nhật ơi. Dạ, Nhật ơi. Ơ, em bên. Né. Trời ơi, không né kịp. Chủ anh chủ, trời tăng chủ quánh luôn. Cái này máu sợ nó chủ. Bà, biết chủ một cái. WEW, ôi bạn đừng nghĩ combo gì chạy vậy cho nó phiền phức. Đâu phải nó đứng im là ông combo vậy, combo như biết combo vậy chứ. Còn trước tiên mua lâu đè đồng đội đó thì cứ EWW thôi. Rồi cứ EWW. Cái gì cho nó nhiều EWW bạn có nè, EWW vậy nè, bạn có cái siêu nè. Đó còn tăng cho tim được. Lao vô combo còn giữ chân nó 2 giây nữa. Thôi nãy giờ còn chứ không có nào nó đủ đứng solo nó đứng tăng mình luôn á, mình chơi vậy, chơi riết vậy chứ đánh như là tiền quạt cứ vô e nó play quỳ vậy đi. Nhưng mà quay trước đâu nhận đâu nhận đâu. Bỏ đội nón này. Dạ cát. Master yourself, master the enemy. Ồ, nó bắn gì mà quần kia đỡ mẹ đi. Find yourself. Hey. Bắn đã. Rồi bèn đi, game hết vui rồi. Rampage. Mày. Làm cái gì? Double kill. Tôi. Bởi vậy không có lixi thì không có làm ăn được cái gì hết. Cái thằng quần què đó nó xì lô khó chịu quá. Chồng nó là nào nhân quẩy rồi. Bóng đá sắp hết rồi, là sắp hết lát rồi mấy ông ơi. Thôi được rồi. Được rồi, trời ơi nó thục kìa. Nó thục tới chết luôn. Được rồi mà, làm gì mà đánh ghê vậy. Làm kinh quá. Thằng bò nó tới kịp lúc mà. Biết một thằng nó đang có red nó slow mình lại. Ê, đồng gió kìa bay. À quên ha, sao mình không xuất vào rip mình chạy ra. Đúng rồi đó. Đúng rồi, gà thiệt. Không phải mình đánh Lee Sin ít quá, mình không có nghĩ đến cái trường hợp đó. Đúng gà thiệt chứ sao lúc đó mình không xuất cho con rip mình chạy ra. Đúng rồi. Không nhưng rip chạy là sống rồi. Hết quạt luôn rồi.
lạng đi bạn, lạng lát. Để cho chúng nó lạng lát đi. Ây da, dậy cũng được đó, trời, dậy mà cũng sút. Dậy đây. Nghe thôi, vui vẻ gì nó mà đáp.